Mình sẽ làm mì cay để ăn tối. Mình có mua loại mì Koreno lẩu Thái 7 cấp độ. Bên trong có mì thế này. Mình sẽ cho vào đây 350 ml nước. Bật bếp. Nước cũng đã sôi sẵn rồi, rất nhanh chín. Cho gói rau củ sấy vào. Nó sẽ cay, sẽ cho ít. Cho một nửa với gia vị thôi. Nếu không cay thì mình sẽ cho thêm. Mới nửa gói mà nó đã đỏ lòng. Trong lúc nấu nước mình sẽ pha trà sữa. Nó còn được ra. Có trân châu. Xem là nước đã vừa mịn chưa. Ngon nhưng mà cay nha. Vậy là chỉ trong vòng vài phút là mình đã có một nồi lẩu siêu đơn giản rồi. Ở nhà có gì thì mọi người có thể làm nấy, như là bò Mỹ, rau, tú tím, nấm, bò gai. Mời mọi người ăn tối với mình nha. Thử không hết chứ.
Chân cho mình. Mọi người chỉ cần cho nửa gói gia vị là đủ. Nếu mình thích ăn cay hơn thì cho nhiều hơn.